mình muốn xin số điện thoại để liên hệ được không ạ? Thì thật sự mọi người có rất nhiều người muốn nhắn tin cho Ngọc cũng như là muốn xin cái số điện thoại của Ngọc, hoặc là muốn tìm những cái thông tin, những cái info của Ngọc thì để mà tương tác. Có thể là mọi người đang cần vay tiền, hoặc là mọi người đang có những cái sự khúc mắc gì đó, hoặc là mọi người đang muốn hỏi về những cái vấn đề liên quan tới nợ xấu hay là tín dụng hay là tài chính hay là những cái gì mà mọi người cần thắc mắc. Thì thật sự mọi người, cái TikTok thì nó phải follow nhau thì nó mới nhắn tin cho nhau được, hình như là phải như vậy. Thì hầu như những ai mà muốn nhắn tin cho Ngọc đều Ngọc cũng không có thấy được và Ngọc cũng không có thể xét được. Và những cái trường hợp mọi người muốn liên hệ được với Ngọc thì một cái điều duy nhất là mọi người có thể vào trong cái trang cá nhân của kênh TikTok của Ngọc. Thì trên cái trang chủ á, trên cái avatar á, thì Ngọc có để cái hình của cái Facebook của Ngọc là Bucano Khánh Ngọc, nó cũng giống như là cái ở trên cái tên trên TikTok luôn, hoặc là YouTube cũng vậy. Mọi người vào cái kênh YouTube của Ngọc, mọi người muốn liên hệ với Ngọc thì mọi người cứ vào trên Facebook, mọi người tra là Bucano Khánh Ngọc và Ngọc có để cái hình ảnh của Ngọc ở trên đó, thì mọi người cứ nhắn tin vào cho Ngọc ở trên đó thì Ngọc sẽ cố gắng, Ngọc sẽ trả lời cho các bạn mỗi ngày, có thể là nhanh cũng có thể là chậm. Thì Ngọc cũng nói luôn, thì thật sự mọi người, Ngọc làm cái kênh TikTok này với cái mục đích của Ngọc là chỉ là hướng đến một cái hình ảnh cho HD Session được nhiều người biết tới hơn, và nó cũng bổ trợ cho cái công việc của Ngọc, và nó cũng gọi là một cái sự tương tác. Thì mình có sao thì mình hỗ trợ, mình giúp đỡ mọi người, cũng như là mình có thể cảnh báo những cái hình thức lừa đảo nếu mà Ngọc thấy những cái chiêu thức này càng ngày nó càng đi quá xa. Đó là sự tự nguyện nha mọi người. Sự tự nguyện có nghĩa là không có ai ép Ngọc làm như vậy, và cũng không có ai trả tiền cho Ngọc để Ngọc làm như vậy. Thì nó cũng đồng nghĩa với việc là sẽ có rất nhiều bạn vào nhắn tin và gọi điện cho Ngọc rất là làm phiền luôn. Thiệt sự mọi người, khi mà Ngọc có thời gian thì Ngọc sẽ trả lời, còn Ngọc không có thời gian hoặc là Ngọc bận công việc. Tại vì mọi người ơi, ngoài việc là Ngọc ngồi ở trên này, ở trên TikTok như vậy thì Ngọc cũng phải có đi làm công việc của Ngọc nó riêng nữa, chứ không phải là lúc nào Ngọc cũng có thời gian để Ngọc trả lời hết. Và Ngọc chỉ là một cái cá nhân của công ty, chứ Ngọc không có đại diện cho hình ảnh hay là Ngọc đại diện cho tiếng nói của công ty gì cả. Tất cả đều là một cái sự tự nguyện, nên đôi khi mọi người phải thông cảm. Cái nào Ngọc biết thì Ngọc sẽ trả lời, cái nào Ngọc hỗ trợ được thì Ngọc sẽ hỗ trợ. Và những cái thủ tục liên quan tới vay tiền này nọ, ok, Ngọc cảm thấy là khách hàng này đủ yêu cầu, đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, hoặc là đáp ứng được những cái giấy tờ cũng như là độ tuổi, tất cả mọi thứ Ngọc cảm thấy là khi mà Ngọc tư vấn, Ngọc cảm thấy Ngọc thấy đủ điều kiện thì Ngọc sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho mọi người. Còn nếu Ngọc cảm thấy là không được thì thôi. Có nhiều bạn rất là kỳ lắm, Ngọc không nói là tất cả, nhưng mà có rất là nhiều người kỳ vào nhắn tin Ngọc chưa kịp trả lời là chửi e-sale rồi, kêu mày làm dịch vụ mà mày như vậy hả, hay là mày là nhân viên mà tại sao tao hỏi mày không trả lời. Trời ơi trời ơi, Ngọc đâu phải là tổng đài, cái nào Ngọc có thời gian Ngọc trả lời. Và có những cái chuyện mà ví dụ như có những các bé mà chưa đủ 21 tuổi, các bé vào hỏi anh ơi sao trên clip anh nói là đủ 18 tuổi là vay được mà sao bây giờ phải đủ 21 tuổi. Các bé không có coi hết cái clip, cái vay qua app của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD Session này, cái độ tuổi nó bắt buộc là từ đủ 21 cho tới đủ 60 tuổi. Còn những cái trường hợp mà dưới 21 tuổi mà trên 18 tuổi là mình có thể đi vay tiền mà trực tiếp tại công ty, hoặc là mình có thể đi mua đồ trả góp tại những cái cửa hàng trả góp, hoặc là mua xe trả góp đó, thì nó cũng sẽ có những cái quy định với những cái độ tuổi từ 18 đến dưới 21 tuổi. Nó cũng giống như việc là cái này, trên cái app này nó có những cái quy định như vậy thì phải là như vậy. Ok, cảm ơn mọi người.